Chương trình thời sự trưa nay xin được tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, tối qua các cơ quan chức năng của Indonesia và hãng hàng không Sriwijaya Air đã chính thức công bố một số thông tin liên quan đến chiếc máy bay gặp nạn. Trong cuộc họp báo trực tuyến, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia cho biết, chiếc máy bay gặp nạn cất cánh từ Jakarta nhưng chỉ 4 phút sau đã biến mất khỏi màn hình radar. Hãng hàng không Sriwijaya Air khẳng định máy bay được vận hành trong tình trạng tốt. Chuyến bay này đã bị lùi thời gian khởi hành 30 phút vì trời mưa quá to, khiến máy bay không thể cất cánh. Trong khi đó, cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia thông báo chiếc máy bay này đã mất liên lạc xung quanh khu vực đảo Male và đảo Lankan thuộc quần đảo Seribu. Khu vực này có độ sâu tối đa 30 mét. Các đội cứu hộ đã tìm thấy một số mảnh vỡ nghi là của máy bay gặp nạn và hoạt động tìm kiếm cứu hộ kéo dài cả đêm. Trong khi đó, Boeing cho biết đang liên lạc với hãng hàng không Sriwijaya Air và sẵn sàng hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân vụ rơi máy bay tại Indonesia. Truyền thông địa phương cho hay trên máy bay có 56 hành khách, trong đó có 10 trẻ em và phi hành đoàn 6 người. Dữ liệu của ứng dụng theo dõi các chuyến bay Flightradar 24 cho thấy 4 phút sau khi cất cánh, máy bay đã mất độ cao khoảng 3.000 mét trong chưa đầy 1 phút.